À, xin chào anh chị à, thương và mến chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của nguyên đỏ official à, thì rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay à, thì ngày hôm nay em cũng xin phép là một cái video à, về bản tin thị trường ngày 7 tháng 7 để cùng với các anh chị chúng ta cùng nhìn nhanh qua một chút về tình thị trường cũng như là các cái mạc cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm à, thì anh chị nào xem video thì có thể nhấn giúp em một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh để ủng hộ em nếu chị chưa đăng ký Bên dưới phần mô tả của mỗi video thì em có để một cái đường link Zalo cộng đồng Anh chị có thể nhấn vào cái đúng này để nhận được những sự trợ hỗ trợ tư vấn từ em Cảm ơn chị rất là nhiều Rồi phần đầu tiên của video thì chúng ta cũng nhìn lại một chút về tình hình thị trường của cái phi dịch ngày hôm nay Thì Vindex hôm, à hôm nay đóng cửa cái mức là 1166,48 điểm tăng 16,87 điểm tương với 1,47% à, với mức tăng khoảng là khá là thấp là khoảng 9.061 tỷ với 248 mã tăng 10 mã tăng trần 84 mã tham chiếu 183 mã giảm và 4 mã giảm sàn trong rò thì có 24 mã tăng 2 mã tham chiếu và 4 mã giảm à, thì ngày hôm nay là một cái phiên tăng điểm cũng khá là tốt của thị trường với mức tăng là gần 17 điểm à, tương với 1,47% à, thì trước khi mà chúng ta đánh giá qua về thị trường á thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua về một chút à, về cái vận động của thị trường À, theo cái biểu đồ là biểu đồ 5 phút à, để chúng ta hiểu được là ngày hôm nay thị trường nó vận động như thế nào à, thì ngày hôm nay thì thị trường từ đầu phiên thì nó có một những cái mức giảm điểm đó thị trường đầu phiên thì nó có những cái mức giảm điểm à, sau trong phiên thì nó có những cái mức phục, phục hồi trở lại nó phục hồi trở lại và nó đi ngang à, cái giai đoạn thì thị trường đi ngang là lúc là khoảng 11 giờ 11 giờ đến lúc, lúc lúc là khoảng đến 2 giờ chiều thì thị trường chuỗi là đi ngang thôi đã phiên sản là giảm sau đó hồi phục hồi phục là đi ngang đến à, từ 11 giờ đến khoảng là 2 giờ chiều và lúc là khoảng sau 2 giờ chiều á thì thị trường nó có một cái mức tăng khá là tốt và đóng cửa cái mức là 1.166 thì ngày hôm nay và vào cái phiên ATC anh chị và cái phiên ATC thì thị trường nó mở một cái gap, gap up này đó thì ngày mai thị trường nó sẽ trả điểm lại đó nó mở một cái gap up và quanh là 1.160 lên 1 166, thì ngày mai nó sẽ trả điểm 6 điểm trở lại đó thông thường là những cái gap mà vào cái phiên ATC á thì vào ngày mai thì thị trường nó sẽ trả điểm trở lại quanh cái mức là 1.160 rồi, right. à, thì ngày hôm nay á, trước khi mà chúng ta đánh giá qua về về cái biểu đồ kỹ thuật thì chúng ta cũng sẽ nhìn qua một chút về các tác động của cái những cái mẹ cổ phiếu có vốn hóa lớn. Thì nếu chị là để kể là ngày hôm nay thị trường nó tăng là gần 17 điểm nha. Thị trường nó tăng gần 17 điểm này. À, nhưng mà ngày hôm nay á là khoảng gần 10 điểm á là được đóng góp bởi những cái mẹ cổ phiếu trụ rồi. Đó ví dụ như là những cái mẹ cổ phiếu là Vietcombank này, VIC này, Vinhome này, Vinamilk, Masan, BIDV này, những cái mẹ cổ phiếu như là VRE, Aceco hay là CTG hay là họ Phát là BH đó là đó là lý do vì sao á, ngày hôm nay mặc dù thị trường nó tăng gần 17 điểm, nhưng mà nhiều cổ phiếu của anh chị á nó cũng không tăng. thậm chí là nhiều cái cổ phiếu nó còn giảm nữa. Ngày hôm nay toàn thị trường nó khoảng là hơn 180 mã giảm, mặc dù là thị trường nó tăng khoảng 17 điểm. là lý do là bởi vì các cái mã cổ phiếu ngày hôm nay á nó nó kéo khá là mạnh những cái mã cổ phiếu trụ á. Đó, đó là lý do vì sao ngày hôm nay mặc dù là thị trường nó tăng điểm, nhưng mà nhiều những những cái nhóm ngành, nhiều những cái mã cổ phiếu nó vẫn không tăng. Lý do là như vậy. Rồi, à, thì một cái vấn đề ngày hôm nay thì em sẽ giải thích luôn à, với cái góc nhìn của em. Thì nhiều anh chị hỏi em là ngày hôm nay có phải là một cái phiên hồi kỹ thuật không em? Đó thì nhiều anh chị hỏi em là, à đạt ơi, ngày hôm nay thì em chỉ thấy là cái thị trường nó nó đạp xuống và nó rút chân lên như thế này, à thì có phải là một cái phiên hồi kỹ thuật không em? À, thì Theo cái kinh nghiệm của em chị ha, theo cái kinh nghiệm của em á, thì thông thường ở những cái phiên hồi kỹ thuật á, thông thường ở những cái phiên hồi kỹ thuật á, là thị trường nó phải nó phải thứ nhất á là nó phải đồng đều từ tất cả các cái nhóm ngành. Anh à, các bạn là nó sẽ đồng đều từ những cái nhưng mà những cái nhóm ngành như là ngành chứng khoán này, ngành ngân hàng hay là những cái mẻ cổ phiếu ngành bất sản hay là những cái mẻ cổ phiếu ngành xây dựng hay là những cái mẻ cổ phiếu cảng biển hay là những cái mẻ cổ phiếu ngành à, phân bón là gì đó. Nhưng mà ngày hôm nay khi mẹ em nhìn lại nha, khi mẹ em nhìn lại về, về tổng quan về thị trường á, thì ngày hôm nay chỉ có một số những cái mẻ cổ phiếu nó có hồi kết thuật thôi. Chẳng hạn như là một số những cái mẻ cổ phiếu như là MIG của nhóm bảo hiểm, á, hay là một số những cái mẻ cổ phiếu như là à, những cái mẻ cổ phiếu như là Uh, GMD của nhóm uh, gọi là những những nhóm, nhóm vận tải cảng biển uh, nhưng mà một số những cái mẹ cổ phiếu khác á, ví dụ như là một số những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán đi ngày hôm nay không phải là một cái phiên hồi kỹ thuật anh à, em ngày hôm nay không những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán không phải là một cái phiên hồi kỹ thuật hay là những cái mẹ cổ phiếu bất động sản ngày hôm nay cũng không phải là một cái phiên hồi kỹ thuật đối với nhiều những cái mẹ cổ phiếu bất động sản anh à, ha không phải là một cái phiên hồi kỹ thuật đó hay là những cái mẹ cổ phiếu về uh, về dịch may một chút xíu ngày hôm nay khi mà em nhìn qua những cái mặt cổ phiếu là VGT này hay là những cái mặt cổ phiếu như là Gil này hay là những cái mặt cổ phiếu là TNG ngày hôm nay em thành nhận thấy là về cái phiên hồi kỹ thuật á nó không đồng đều từ tất cả các nhóm ngành đó là yếu tố đầu tiên cái yếu tố thứ hai á là ngày hôm nay khi mà em nhìn lại về cái chỉ số đóng góp về thị trường á là ngày hôm nay kéo trụ quá nhiều anh gì ha như hôm nay em có nói là ngày trong những cái phiên trong cái phiên ngày hôm nay á là mặc dù là thị trường nó tăng là 17 điểm nhưng mà gần 10 điểm á là được đóng góp bởi các cái mặt cổ phiếu trụ rồi đó những cái mặt cổ phiếu màu xanh này đó có là có nghĩa là chị các cái mẹ cổ phiếu còn lại nó chỉ đóng góp là khoảng 7 điểm thôi mà một cái mức hồi khoảng 7 điểm á, nó không có lớn chị đó nó không có đủ để có để có một cái sức tăng trong phiên ngày hôm nay thậm chí là vào cái phiên ETC là thị trường nó kéo 6 điểm từ cái mức là 1160 lên cái mức là 1166 có nghĩa là chúng ta nếu mà chúng ta bỏ và qua cái phiên ATC là khoảng 6 điểm thì ngày hôm nay thị trường nó chỉ có hồi là khoảng 11 điểm thôi mà hồi 11 điểm mà các cái mặt cổ phiếu trụ á, đó, nó đóng góp gần 10 điểm rồi thì anh chị cứ nghĩ là cái cái mức độ hồi phục của các cái mặt cổ phiếu ngày hôm nay nó không nhiều thì đó là lý do vì sao em lại nói với anh chị á, là ngày hôm nay chưa phải chưa thể là một cái phiên hồi kỹ thuật à, chẳng hạn em lấy ví dụ nha chẳng hạn như em lấy ví dụ về một số những cái phiên hồi kỹ thuật trong quá khứ để anh chị có thể nhìn qua đây cái bên dưới là cái viên nha đây ở bên ở bên dưới á, là thị trường viên và ở phía trên á, là cái cổ phiếu em chẳng hạn như là em lấy cái giai đoạn cái phiên hồi kỹ thuật vào cái ngày à, đây cái phiên hồi kỹ thuật vào ngày vào ngày 29 tháng 1 là vào ngày này. Thì anh chị để giúp em ha. Đây vào ngày 29 tháng 1 là vào cái ngày này này. Anh chị để giúp em vào cái ngày này. Thì anh, khi mà anh chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu như là SCB của ngành ngân hàng thì anh chị anh chị thấy cái phiên này là nó hồi kỹ thuật không? Đó, nó kéo xuống nó, bọc bật lên này. Hay là những cái mã cổ phiếu Techcombank này, anh chị nó hồi kỹ thuật không? Hay những cái mã cổ phiếu như CTG nó hồi kỹ thuật này, hay những cái mã cổ phiếu là Liên Việt này, nó cũng hồi kỹ thuật này. Anh nhá, vào cái phiên và cái ngày này. Rồi đi qua những cái mã cổ phiếu chứng khoán đây. HCM anh thấy cây này cái này không rồi cái thuật này à, sra này à, cây này hồi kỹ thuật này hay những cái mẻ cổ phiếu viên đi này đó cây này này anh chị thấy hồi kỹ thuật không rồi một số những cái mẻ cổ phiếu như dầu khí đi Ở ví dụ bvt này anh chị thấy hồi kỹ thuật phiên này không hay là những cái cổ phiếu như là BSR này phiên này cũng hồi kỹ thuật này hay là một số những cái mà cổ phiếu về à, bán lẻ à, masan đi đây phiên này hồi kỹ thuật này anh hiểu không rồi những cái cổ phiếu digital này đây phiên này hồi kỹ thuật này anh thấy không rồi tiếp theo những cái này cổ phiếu bất động sản này dg đây hồi kỹ thuật này những cái mà cổ phiếu như như là Nam Từ Liêm này, phiên này cũng hồi kỹ thuật này, đó là phiên này. Đó, hồi kỹ thuật này. Một số những cái mà cổ phiếu là khu công nghiệp như là SSC đi. SSC đâu rồi? Đây, SSC ngày đây. Đó, ngày đây cũng hồi kỹ thuật này. Hay là một số những cái mà cổ phiếu là KBC này, đây ngày này, ngày này giống lên này, hồi kỹ thuật luôn này. Một số những cái mà cổ phiếu như là thép đi. Hồ C ngày này hồi kỹ thuật này những cái mà cổ phiếu nam kim này đây người hồi kỹ thuật ha à? thì anh chị thấy một cái bản chất của một cái phiên hồi kỹ thuật anh chị là thông thường tất cả các cái nhóm ngành đó, nó phải đều hồi nhưng mà nếu chị để ý kỹ đây, nhưng mà nếu em giống lại cái phiên vào cái phiên ngày hôm nay. Em giống lại cái phiên ngày hôm nay này. Anh không? Có nghĩa là tất cả các cái mã cổ phiếu nó đều đạp xuống và nó rút chân lên và đóng cửa cao nhất ngày. Ở tất cả các cái nhóm ngành thì đó em hay gọi là một cái phiên hồi kỹ thuật là điển hình. Nghĩa là sao? Nghĩa là thị trường á nó đạp xuống nó kéo lên. Các cái mã cổ phiếu nó cũng đạp xuống nó kéo lên. Có nhiều cái mã cổ phiếu nó không cần phải đóng cửa cao nhất ngày, nó chỉ cần đóng cửa là 1/2 thân nến trở lên thôi, nhưng mà nó phải là đồng đều từ tất cả các cái nhóm ngành. À nhưng mà anh chị ở đây kỹ là trong phiên ngày hôm nay á, em giải thích luôn là tại sao ngày hôm nay nó không phải là một cái phiên hồi kỹ thuật thứ nhất á, là anh chị là à, nhìn về cái biểu đồ này đó thì ngày hôm nay rất là giống cái phiên hồi kỹ thuật nhưng mà khi mà em nhìn lại về tất cả các nhóm ngành á chẳng ngày nam kim đi nam kim cái phiên này không thể là một cái phiên hồi kỹ thuật được ho cái phiên này không thể là một cái phiên hồi kỹ thuật được rồi những cái này cổ phiếu chứng khoán hcm cái phiên này không thể là một cái phiên hồi kỹ thuật hay là SHS at cái phiên này không thể là một cái phiên hồi kỹ thuật hay là VND phiên này là không thể hay là VDS đây phiên này cũng không thể những cái mà cổ phiếu nó ra đi phiên này cũng không phải là một cái phiên hồi thuật anh à, nha một cái phiên hồi kỹ thuật á có nghĩa là nó đạp thật mạnh và nó kéo lên trở lại và cái gọi là cái 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 spread của cái nến cân là cái giữa cái giá thấp nhất và cái giá cái giá cao nhất thường thường nó sẽ là một cái nến à, một cái nến dài dài một chút xíu thì đó gọi là một cái phiên gọi là một cái phiên stopping volume ba đó nhưng mà hồi nãy em đi qua những cái số mẹ một số những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán hay là một số những cái mẹ cổ phiếu thép đi thêm qua một số những cái mẹ cổ phiếu à, một số những cái mẹ cổ phiếu về bán lẻ đây ví dụ DC One đó DC One ngày hôm nay ngày hôm nay cũng cũng tương cũng có thể gọi là cái phiên ngủ kỹ thuật nhưng mà khi nhìn qua những cái mẹ cổ phiếu như là Masan này đó hay là những cái mẹ cổ phiếu như là MWG này bỏ năm g ngày hôm nay không là một cái mẹ cổ phiếu đại một cái mẹ cổ phiếu rất điển hình trong nhóm bán lẻ ngày hôm nay nó đóng cửa thấp nhất ngày hay là một số những cái mẹ cổ phiếu như là FRT đó cái nhóm này cái nhóm này thì có một những số những cái mẹ cổ phiếu như là FRT DC One thì nó có những cái phiên gọi là những cái phiên hồi lại đó rồi đi qua một số những cái mẹ cổ phiếu như là khu công nghiệp SHC này không phải là cái phiên ngồi kỹ thuật này hay là KBC này không phải này hay những cái mặt cổ phiếu là VGC cũng VGC thì tạm được VGC thì tạm được nhưng mà GVR thì không phải hay là DRC cũng không phải luôn đó hay là một số những cái mẹ cổ phiếu như là à, những cái mẹ cổ phiếu về về à, về những cái mẹ cổ phiếu về đầu tư công ví dụ BCC này ngày hôm nay cũng không phải hay là HT1 ngày hôm nay cũng không phải KSB ngày hôm nay cũng không phải luôn đó nghĩa là gì à, nghĩa là vấn vấn đề nó ở đây á là hồi nãy khi mà em 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 lấy một số những cái ví dụ một số những cái ví, ví, dụ điển hình về cái phiên hồi kỹ thuật trong quá khứ đây về cái phiên này thì nhận anh chị nhận thấy một cái vấn đề á là thứ nhất á, là ngành nó ngành nào nó cũng phải tăng và cái thứ hai á, là các cái mà cổ phiếu trong ngành á, đa phần á, là nó đều là cái phiên hội kỹ thuật có nghĩa là cái cây nến của cái ngành đó á, nó rất giống là cái cây nến của thị trường à, nhưng mà hồi nãy giờ em lượt qua về các cái nhóm ngành á, thì chỉ có một số những cái mẹ cổ phiếu nó nó hồi hồi thôi chẳng hạn như là một ngày hôm nay một số những cái mặt cổ phiếu như là à, như là một số những cái mặt cổ phiếu bán lẻ nó có hồi nếu dụ Digigo hay là một số những cái mặt cổ phiếu là Masan hay là một số những cái mặt cổ phiếu là GMD của nhóm cảng biển hay là một số những cái mặt cổ phiếu là MIG của nhóm bảo hiểm à, nhưng mà những cái mặt cổ phiếu ngân hàng không có hồi kỹ thuật chứng khoán không có hồi kỹ thuật rồi những cái mặt cổ phiếu dầu khí cũng không có hồi kỹ thuật đó đi qua một số những cái mặt cổ phiếu thủy sản như nào ở dù VHC này VHC thì với em ngày hôm nay cũng chưa thể làm cái phiên hồi kỹ thuật được hay là những cái mặt cổ phiếu NV cũng chưa thể đó nghĩa sao tại vì nó không có một cái phiên đạp xuống một cái phiên hồi kỹ thuật á, là một cái phiên đạp xuống thật mạnh đầu phiên và kéo lên trở lại với một cái spread từ từ giá đóng cửa đến cái giá cao nhất là giá thấp nhất đến giá cao nhất là một cái spread đủ dài à, nhưng mà ngày hôm nay khi mình nhìn qua đó là thứ nhất á, là nó không có sự đồng đều từ tất cả các nhóm ngành mà có ngành tăng và có ngành nó giảm à, đó đó là điều tiên à, cái điều thứ hai á là ngày hôm nay em nghĩ là cái phiên hội kỹ thuật ngày hôm nay khối lượng tương đối thấp có nghĩa là có là cái vào cái phiên hồi kỹ thuật thì em thấy là khối lượng nó thấp rồi à, nhưng mà cái phiên hồi kỹ thuật ngày hôm nay là khối lượng như thế này là quá thấp có nghĩa là nó vẫn thấp nó vừa vừa thôi nhưng mà ngay với khối lượng là khoảng chín nghìn tỷ ngày hôm nay em nghĩ là cái phiên hồi kỹ thuật là khoảng 13 ba nghìn tỷ thì nó sẽ ok nhưng mà ngày hôm nay chỉ khoảng là chín nghìn tỷ thôi thì mới là với một cái giá trị giao dịch thấp như thế này á thì nó vẫn chưa có cái lực cầu vào à, vẫn chưa có cái lực cầu vào mà các cái mà cổ phiếu trụ á nó còn kéo điểm vào cái phiên ATC á nó còn mở gấp ấp À, vậy nên em nghĩ là à, theo góc nhìn của em với những cái lập luận như em vừa rồi á thì em vẫn đánh giá là cái phiên ngày hôm nay vẫn chưa là một cái phiên hồi kỹ thuật à, tại sao em lại nói là à, tại sao em lại chú chú trọng để em giải thích là vào năm nay ngày hôm nay á à, là, là có phải là cái phiên hồi kỹ thuật hay không tại vì anh chị, anh chị lưu ý cái bước đầu tiên của thị trường nó tạo đáy á, là thị trường nó phải có phiên hồi kỹ thuật cái phiên hồi kỹ thuật là cái bước đầu tiên của thị trường trong một cái quá trình đã tạo đáy đó thì đó là lý, lý do vì sao cái video ngày hôm nay cái phần đầu tiên á em lại chia sẻ là ngày hôm nay có phải là một cái phiên hồi kỹ thuật hay không thì em vẫn đánh giá là cái ngày hôm nay vẫn chưa là một vẫn chưa thể là cái vẫn chưa phải là một cái phiên hồi kỹ thuật nên là cái vấn đề về đánh về để cái đánh giá là điều kiện cần của thị trường nó tạo đấy á thì anh chị phải quan sát thêm những cái phiên phía sau anh nhỉ ha tại vì rất nhiều anh chị ngày hôm nay anh, anh chị nhắn tin cho em là à, đạt ơi đánh giá ngày hôm nay có phải cái phiên hồi kỹ thuật không em thì em đánh giá là như vậy đó là tổng kết lại á tại sao không phải thứ nhất là ngày hôm nay á, kéo trụ quá nhiều cái thứ hai á, là ngày hôm nay cái phiên ATC mở gáp đã cái cân là à chỉ có tăng 10 điểm thôi mà các cái mặt cổ phiếu trụ là nó nó tăng hết à, cân là tăng 17 điểm mà các cái mặt cổ phiếu trụ nó tăng hết 10 điểm rồi mà các phiên ATC nó còn mở gáp nữa rồi đó là đó yếu tố đầu tiên yếu tố thứ hai á là thông thường ở những cái phiên ngồi kỹ thuật là tất cả các cái mặt cổ phiếu á, ở các cái nhóm ngành nó phải hồi lên và nó thông thường á là nó sẽ đạp thật mạnh đầu phiên và nó kéo lên cho lại à, nhưng mà ngày hôm nay á thì em thấy là các cái nhóm ngành á nó chỉ có một vài cái cổ phiếu, một vài cổ phiếu nó có những cái sự hồi nó có những cái sự hồi phục thôi. Còn đa phần các cái mẹ cổ phiếu còn lại à nó nó không nó không đủ điều kiện để để nó có để nó hình thành một cái biên độ đủ lớn để nó có một cái phiên hồi kỹ thuật ở tất cả các nhóm ngành. Rồi yếu tố thứ ba là em thấy nhận thấy là cái cái thanh khoản ngày hôm nay hơi thấp. Cái thanh khoản ngày hôm nay có nghĩa là ở những cái phiên hồi kỹ thuật á thì em nhận thấy là mặt có là đúng là nó thanh khoản thấp được nhưng mà ngày hôm nay cái cái thanh khoản mà nó thấp như thế này á thì thật sự là cái lực cầu nó không có nha nó cái lực cầu nó không có sự là nó không có sự điên loạn và nó không có một cái sự dằn co nhấp định đó, nó không có một sự rụ bỏ trong viên đặc biệt á, là nếu anh chị nhìn vào vào cái thanh khoản này đây về cái thanh khoản anh chị sau anh chị ha thông thường anh chị để ý, nếu anh chị nào để kỹ qua về cái giai đoạn có là để kỹ qua về cái những cái phiên hồi kỹ thuật những cái phiên hồi kỹ thuật trong quá khứ thì anh chị nhận thấy là vào phiên chiều á, là cái phần màu xanh này là nó sẽ vượt đột biến thẳng lên luôn đó cái phần màu xanh là cái cái khối lượng giao dịch ngày hôm nay và cái phần màu vàng là cái khối lượng giao dịch trung bình À, trong vòng 5 ngày nhưng mà thông thường ở những cái phiên hội kỹ thuật á, à, là có thể là phiên sáng là những cái phiên khối lượng thấp nhưng mà vào phiên chiều lúc là khoảng đặc biệt là sau khoảng 14 giờ trở đi là cái lượng thanh khoản nó phải vượt lên đó là cái phần màu xanh này nó phải che lấp cái phần màu vàng này thì nó mới ok cái người nó sẽ có sự rũ bỏ và sẽ có sự bất ngờ trong viên à, nhưng mà ngày hôm nay cái lượng thanh khoản nó vẫn duy trì thấp 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 thấp, thấp từ phiên sáng nguyên chiều luôn à, vậy nên em vẫn đánh giá là ở kết luận lại là vẫn chưa đánh giá là một cái phiên hội vẫn chưa thể làm cái phiên hội kỹ thuật rồi à, cái điều này cái kết luận này để anh chị có thể rút ra cái điều gì cái kết luận này á để rút ra là thị trường nó vẫn chưa có đủ, vẫn chưa có đủ điều kiện cần để nó tạo đáy tại vì cái phiên hồi kỹ thuật là cái phiên điều kiện là cái, cái mức điều kiện cần anh à, nha ha nhưng mà hiện tại là ngày hôm nay vẫn chưa có cái điều kiện cần đó và nên dùng phải anh chị cũng phải đặc biệt lưu ý trong những cái phiên sắp tới ok à, anh chị ha à, em có giải thích khá là kỹ Ok, đó là góc nhìn của em thôi. Còn nếu chị nào có đánh giá là cái phiên ngày nay là một cái phiên hồi kỹ thuật thì anh chị có thể có những cái lập luận riêng. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của em trong quá khứ cũng như là theo cái quan sát của em trong phiên á thì ngày hôm nay em vẫn thấy là chưa thể là một cái phiên một kỹ thuật. À, rồi thì nhiều chị sợ à, chị sẽ hỏi lại em ơi à, ví dụ ngày hôm nay là ngày hôm nay vẫn chưa thể là một cái phiên hồi kỹ thuật thì thị trường sắp tới thì nó vận động như thế nào như thế nào em thì như trong những cái video trước của trước những cái video trước em có nói với các anh chị á là bây giờ chúng ta xác định là thị trường nó đã nó sẽ rơi trong tháng 7 này À, nha chúng ta sẽ xác định là thị trường nó sẽ rơi trong tháng 7 này thì thôi anh chị có thể cho nó rơi đi anh chị đừng có đoán đáy Cứ là qua đấy mới thấy đấy à, nha qua đấy mới thấy đấy và anh chị có thể cho nó rơi đi em không có dự đoán là uh, thị trường nó sẽ rơi về bao nhiêu hay là nó sẽ hồi phục về bao nhiêu à, cái cái yếu tố đầu tiên mà em nhận có là cái yếu tố đầu tiên á mà em cảm thấy yên tâm về thị trường á, à, là nó phải xuất hiện một cái phiên hồi hồi kỹ thuật đúng nghĩa trước cái đạn anh à, nha à, nhưng mà ngày hôm nay em vẫn chưa thấy nó đúng nghĩa à, thì thôi chứ chấp nhận là đứng ngoài tiếp À, anh chị lỗi trong quá trình tạo đáy của thị trường á thứ nhất là nó phải có một cái phiên hồi kỹ thuật đúng nghĩa thứ hai là nó phải cân bằng và thứ ba đó là nó phải có bùng nổ theo đà đó là cái ba cái điều kiện mà em nghĩ là tiên quyết nhất để anh chị có thể tham gia vào thị trường trong đoạn sắp tới à, còn không thì anh chị cứ thả cho nó rơi đi à, nó rơi về bao nhiêu thì kệ nó nhưng mà ba yếu tố mà em nghĩ là quan trọng nhất thứ nhất là phải có phiên hồi kỹ thuật đúng nghĩa thứ hai là phải có sự cân bằng nó test một đáy hay là test hai đáy hay là test bao nhiêu đáy thì kệ nó phải có sự cân bằng thứ ba là phải có bùng nổ theo đà thì đó là ba điều kiện mà em nghĩ là nó quan trọng nhất trong một cái nhịp rơi thị trường mà nó muốn hồi phục lên trở lại anh chị ha còn việc thị trường nó có rơi về cái vùng 1.100 hay là để lắp 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 lại gáp hai cái vùng này thì chúng ta sẽ đánh giá sâu trong những cái phiên sắp tới à, nhưng mà anh chị lưu ý à, em thì vẫn giữ quan điểm là thị trường nó sẽ giảm trong tháng 7 này không biết là nó giảm đến bao lâu thôi nhưng mà em nghĩ là cái xác suất thị trường nó có thể lắp lại cái gáp là thứ nhất là 1130 là cái gáp này và thứ hai nếu mà xấu hơn là nó có thể gấp lắp lại cái gáp là 1050 đó dưới vùng dưới này à, 1075 dưới vùng dưới này thì anh chị theo dõi thêm em thì em không có đó à, chừng nào thấy hồi kỹ thuật chừng nào mà thấy cân bằng chừng nào mà thấy bùng nổ theo đà thì mình xong và mình đánh chứ không cần phải là ờ à, chị về vùng này chị bắt đấy được không em vùng à, về vùng này hỗ trợ cứng bắt được không em à, anh chị cứ đừng có neo theo những cái móc hỗ trợ đó tại vì những cái móc hỗ trợ nó sẽ là những cái đòn tâm lý à, anh chị cứ nghĩ là cái vùng đã bắt được anh chị cứ nghĩ là cái vùng giá đó cái điểm đó bắt được thì lúc mà anh chị bắt nó sẽ không có một cái cơ sở nào đủ lớn để mình bắt cái mạng cổ phiếu à, thì thôi cứ thả cho chị, thị trường nó rồi chừng nào mà nó xuất hiện hồi, hồi kỹ thuật đầu tiên rồi nó có một cái phiên gọi là gọi là những cái vùng cân bằng thứ ba là cái viên bùng nổ thôi ra thì lúc đó mình có thể mình uh, tập trung mình đánh sao tại vì sao tại vì thị trường đang trong một nó đang ở trong một cái đao trên mà đang trong một cái đao trên á thì anh chị phải lựa chọn thật là kỹ trong cái là up trên thì mình mua lỗ thì nó, nó hồi được nhưng mà đao trên đó uh, lỗ là sẽ lỗ nhiều anh gì ha vậy nên đó là lý do vì sao trong cái giai đoạn vừa rồi em vẫn khuyến các anh chị là nên đứng ngoài tại vì em thấy là cái biên độ cái biên lợi nhuận á trong giai đoạn này nó khá là thấp à, nó khá là thấp nên là em vẫn giữ quan điểm là À, cái thị trường trong giai đoạn nó vẫn còn rủi ro em nghĩ là cái thời điểm mà thích hợp nhất để mà thị trường nó cân bằng á, là trong khoảng là ngày sau ngày 20 tháng 7 trở đi thì mới là thị trường nó sẽ cân bằng trong khoảng là từ khoảng, khoảng, cuối tháng 7 này cuối tháng 7 này khi mà các cái thông tin như là Fed hợp này rồi các cái thông tin là đáo hạn phái sinh này rồi công bố chỉ số kinh tế là CPI của Mỹ này rồi ECB tăng lãi suất rất là nhiều những cái thông tin đó thì em nghĩ là những cái thông tin vào cuối tháng này á, sẽ là những cái bài thuốc thử cuối cùng cho các cái mẹ cổ phiếu và cho cái sự cân bằng và cho cái sự tạo đáy của thị trường OK anh chị ha. Rồi à, nhưng mà đặc biệt anh chị lưu ý là ngày hôm nay á à, cái vấn đề mà em muốn nói à, kỹ nhất là cái vấn đề là ngày hôm nay có phải là cái phiên hồi kỹ thuật thôi? À, có phiên có phải là cái phiên hồi kỹ thuật hay không em? Thêm đại sẽ rất là kỹ rồi. Theo góc nhìn của em, thì em vẫn chưa đánh giá là cái phiên ngày hôm nay chưa phải là cái phiên hồi kỹ thuật. OK anh chị ha. Rồi thì đã là một chút góc nhìn về thị trường. Thì anh chị lưu ý là em nghĩ là em thiện vẫn giữ quan điểm là thị trường nó sẽ dần co có thể đi ngang qua đường này một vài phiên và nó có sẽ có những cái nhịp giảm nhịp giảm điểm về để lắp lại hai cái vùng gáp này. À còn nó lắp ghép rồi nó có hồi phục nó có cân bằng hay không á thì mình đến dưới sau em không có đón đáy cái gì ha à, em không có đóng đáy à, trước mắt thì anh chị vẫn à, cứ yên à, anh chị cứ nắm được là phiên ngày hôm nay vẫn chưa là một cái phiên hồi cái thuật à, thì thôi à, cái điều kiện cần của thị trường nó vẫn chưa có thì thôi mình cứ cầm tiền mình quan sát tiếp anh chị ha rồi ok rồi, thì đã là một chút chia sẻ em của em trong cái đầu cái video của em ngày hôm nay. À, phần tiếp theo của video thì chúng ta cùng nhìn qua một chút về cái uh, về cái đóng góp thì em có nói rồi. Ngày hôm nay đóng góp về chỉ số tăng thì đa phần là trụ ví dụ là việc cơm banh là những cái mặt cổ phiếu điều tiết thôi. Vì công banh là Vinhome là Vinamilk này, những cái mặt cổ phiếu là Masan, BIDV đó những cái mặt cổ phiếu như này hay là Sabeco hay là CTG đó rồi những cái mặt cổ phiếu đóng góp về chỉ số chỉ số giảm thì có gas này, AIB này, FPT hay là GVR nhưng mà đa phần là thằng chỉ thằng ga là lớn nhất thôi. còn những cái mẹ cổ phiếu trụ thì nó đóng góp về chỉ số tăng rất là nhiều. ngày hôm nay trụ nâng đỡ thị trường khá là mạnh anh chị ha. rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái uh, những cái nhóm ngành tăng và giảm điểm. thì những nhóm ngành mà tăng điểm ngày hôm nay thì có hai ngành tăng nó tốt nhất thì đã có ngành viễn thông. ngành viễn thông thì thật sự là không có nhiều cái cổ phiếu ngày hôm nay ngành viễn thông này, Em có như là nhớ cái mẹ cổ phiếu như là vgi ở vgi thì nó tăng mạnh nhất thôi. cùng với đó là một số những cái mẹ cổ phiếu bảo hiểm này, bất động sản này đó à, nó tăng nhẹ thôi chứ không nhiều ví dụ bảo hiểm bất động sản này hay những cái mẹ cổ phiếu thủy sản những cái mẹ cổ phiếu ngân hàng những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán à, những cái mẹ cổ phiếu nó tăng nhẹ thôi còn một số những cái mặt cổ phiếu giảm điểm thì có ngành uh, truyền thông ngành dầu khí ngành năng lượng ngành, uh, ngành uh, hàng dịch vụ công nghiệp thì ngày hôm nay thì nhìn chung là các cái mặt cổ phiếu nó nó giảm thì nó cũng giảm không nhiều và nó tăng thì nó cũng tăng không mạnh anh em nó giảm giảm không nhiều nó tăng thì cũng tăng không mạnh à, vậy nên là em nghĩ là ngày hôm nay là cái một cái phiên gọi là uh, một cái phiên gọi là một cái phiên 50 50 của thị trường 50 50 thôi gọi là nó 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 vẫn là nó vẫn chưa có một cái biến động gì quá lớn có nên là chỉ dần cao quan tham chiếu đó, một số những cái mà cổ phiếu nó có những cái phiên hồi thôi, chứ vẫn chưa có một cái biến động gì quá lớn. Anh à, nha. Rồi, à, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái à, về về thế giới một chút xíu. Thì à, Dow Jones ngàn qua có những cái mức gọi là dao động qua tham chiếu. Thì thế giới, thế giới hiện tại, gần tất cả các cái thị trường chứng khoán là đã rơi vào đau trend anh chị. Thì với hiện tại thì đa phần là thị trường chứng khoán nào cũng đau trend Thì Dow Jones nhàn qua có một cái mức tăng nhẹ. Đây, để em lấy cái biểu đồ để anh chị sẽ theo dõi dễ hơn này. đó thì Dow Jones trong nhiệm vụ vừa, vừa rồi nó hồi khá là tốt. À, nhưng mà hiện tại thì nó đã có những cái mức giảm điểm và nó chuẩn trở lại rồi hiện tại là đang đi ngang quanh cái vùng là 31.000, 31.000 anh chị ha. thì tháng này thì Fed nó sẽ họp là vào ngày 28 tháng 7 nghĩa là cuối tháng. thì nghĩa là trong giai đoạn là khoảng từ ngày 15 đến ngày 25 á. có là trước khoảng ngày Fed họp là khoảng 50 ngày thì thị trường nó sẽ biến động hơn. rồi về giá dầu thì giá dầu hiện tại thì tối qua thì tiếp tục tiếp tục nó giảm. hiện tại có những cái mức hồi phục lên rồi nhưng mà ngày hôm qua tiếp tục là nó giảm về giá dầu anh ha đó vì giờ thì ngày qua tiếp tục nó giảm thì đó là nó tạo nên cái sức ép của những cái mẹ cổ phiếu dầu khí chẳng hạn là cái đỉnh cao nhất của nó là cái vùng là như cái nhịp hồi vừa rồi thì nó hồi về cái vùng là 125 đô nhưng mà bây giờ nó chỉ còn là khoảng 100 đô thôi có nghĩa là nó giảm là khoảng 25 đô rồi nó 25 đô rồi thì đó là lý do vì sao những cái mẹ cổ phiếu nó giảm khá là mạnh anh à gì ha rồi ok thì đã lúc em một chút về cái tình hình về thị trường một chút xíu rồi right. thì uh, tiếp theo thì, thì, em sẽ nhìn đánh giá qua một chút về những cái mặt cổ phiếu ngân hàng. Thì ngân hàng ngày hôm nay nhìn chung không biến động nhiều nha. Ngân hàng nhìn chung thì không có biến động nhiều. Đó, anh à, ngân hàng thì anh, ch anh chỉ, cứ neo theo những cái anh chỉ cứ neo theo những cái biên, những cái biên mà em vẽ ra thì anh chỉ đánh thôi. Em nghĩ là ng ngân hàng thì em nghĩ là giao này cái vai trò chính của nó đó. Cái vai trò chính của nó là cái gì? nó giữ nhịp cho thị trường. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó không giảm quá mạnh. Để làm gì? Để nó giữ nhịp cho thị trường. Còn nếu mà những cái mặt cổ phiếu ngân hàng vừa rồi mà nó giảm sâu á thì thị trường nó banh sát luôn chị nha đó ví dụ như những cái cổ phiếu ngân hàng thì nó sẽ nêu theo quanh cái vùng này à, ví dụ ecb thì anh chị cứ anh chị nó, nó cứ lưng lẫn lưng lẫn như thế này thì anh chị đừng có bắt chừng nào mà nó về gần còn gần hai hai năm thì mình mua hay những cái mà cổ phiếu stb thì nó cứ nêu về cái biên trên như thế này thì đừng có mua đó về vùng này thì canh bán đi thì anh chị thấy xuất hiện những cái, cái những cái cây nến rất là liên tục những cái nến rau nến trên không nên là về vùng này cái cung nó nhiều đó, thì anh chị cứ đánh ngắn thì chị cứ về hạ giá vốn này thì vùng này vùng này bán rồi về lại gần gần 19 thì mua kiểu kiểu vậy hay là VBank này ban thì lưng lẫn này đừng có mua ví dụ nó có về gần gần 27 thì có thể canh bắt anh nha thì anh chị nào có trading hạ giá vốn thì chị cứ canh những cái biên như này đó ngành ng ngân hàng ngày hôm nay thì nhìn chung biến động không có nhiều nói chung là nó không tăng cũng cũng không có giảm nhiều anh nha gọi là có những cái phiên gọi là uh, duy trì cái ngày hôm nay thì có việc công ban nó kéo nó kéo thôi cũng đa phần những cái này cổ phiếu ngân hàng còn lại thì nó vẫn đang đi, đi nha những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán thì nó ngày hôm qua thì bị đạp áp được điều chỉnh em nghĩ là những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán thì nó phải cần test lại một cái nhịp nữa tại vì đa phần những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán khi mà nó hồi lên á thì nó có những cái vùng vùng đi ngang này tại sao á gì ha khi mà những cái mẹ cổ phiếu trong một cái xu hướng tăng á những cái mẹ cổ phiếu trong một cái xu hướng tăng á thì cái vùng đi ngang á thì nó có thể là nó tăng tiếp à, nhưng mà một cái mẹ cổ phiếu nó đang một cái xu hướng giảm nó hồi lên nó hồi lên nó đi ngang đó nó không đi ngang thì xác suất nó gãy là rất là cao có là cái vùng đi ngang nó chỉ tốt khi là cái xu hướng trước đó là một cái xu hướng tăng thôi còn khi mà một cái xuống là một cái xu hướng giảm mà cái mẹ cổ phiếu nó đi lên nó đi ngang chẳng hạn như là trong cái nhịp này này anh chị nhớ cái nhịp này không thì chúng nó rơi cái mẹ cổ phiếu nó rơi xuống này đó nó tạo ra nó đi lên này à, nhưng mà nó, nó đang đi lên mà nó đi ngang quá lâu là nó sẽ gãy thêm đó đi nó đi lên mà đi ngang quá lâu này thì nó sẽ test lại anh nha thì anh những cái vùng như anh chị nói là ở uh, uh, cái mẹ cổ phiếu nó tích lũy nhưng mà anh chị lưu ý cái tích lũy á nó chỉ đúng trong một cái mẹ cổ phiếu nó đang nằm trong một cái xuống lên thôi còn một cái mà cổ phiếu nó đang rơi một cái nhịp mạnh như thế này à, Đang rơi một cái nhịp rất là mạnh Nó tạo đấy mà nó đi lên Mà đi lên bóng đến một giai đoạn nào đó mà nó đi ngang á Thì cái nhịp mà cổ phiếu sản xuất nó sẽ rơi thêm Đó thì anh chị phải phân biệt được cái gì ha Thì những cái mà cổ phiếu chứng khoán thì trong cái nhịp rồi thì nó lên nó đi ngang là gì nó đi ngang không Đó thì đang nó đang, nó đang tái lại Đó đang tái lại cái vùng phía dưới Yeah, thì những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán thì như em đánh giá thì nó hồi không nhiều đó những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán thì nó hồi hồi rồi nó sẽ tết lại thôi tại vì nó những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán thì anh chị hỏi cái biên gọi là cái biên dao động của những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán là cái trading range là cái vùng nào á thì thật sự với anh chị là em vẫn chưa xác định được là cái vùng trading range với những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán thì anh chị nào có bắt tay cộng thì có bắt à, gọi là có liều mạng cái bắt trong cái nhiều rồi thì anh chị có thể đánh ngắn và gọi là 15 20% thôi. Còn em thì em có cái cái hệ thống của em nên là em không có bắt đáy với những cái mẹ cổ phiếu chứng khoán. Như ha nhưng mà em thì vẫn chưa xác định được là với những cái mã cổ phiếu chứng khoán đó nó nó sẽ dao động qua cái biên nào đó, nhưng mà nên là anh chị nào đến ngắn thì cứ gan chốt dần đi em có nhắc anh chị rồi những cái mẹ cổ phiếu dầu khí thì trong cái nhịp vừa rồi hiện tại thì giá trọng đang giảm thì những cái mẹ cổ phiếu khi mà rơi một cái biên độ lớn như thế này á thì anh chị quan sát thêm, quan sát thêm cái vùng cân bằng ở phía sau nó sẽ có vùng cân bằng đó đừng nên bắt vội anh ha đừng nên bắt vội chờ cái vùng cân bằng thì mình có thể theo, theo dõi giai đoạn sau rồi những cái mặt cổ phiếu thủy sản ngày hôm nay có những cái phiên hồi cũng 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 ổn nhưng mà nhìn chung em nghĩ là với cái phiên hồi này vẫn chưa đủ thôi em thì em vẫn nghĩ với cái mặt cổ phiếu NV này nó phải có một cái nhịp rơi về là khoảng 40 hay là cái mặt cổ phiếu VSC thì em vẫn nghĩ là nó sẽ có một cái nhịp rơi về là khoảng 75 75 bên dưới này đã trước khi mà nó có những cái vùng cân bằng bên dưới Anh nha tại vì những cái phiên vừa rồi khi mà em theo dõi trong phiên á thì cái lực cầu nó vẫn còn yếu lắm chị lực cầu nó vẫn còn tương đối yếu rồi ok à, với những cái mặt cổ phiếu bán lẻ thì ngày hôm nay có những cái phiên hồi thôi À, có những cái phiên hồi lại về những cái vùng gọi những cái vùng, vùng hỗ trợ cũ thôi vẫn chưa có vùng cân bằng em thì em, em nhận thấy là chưa có cái mẹ cổ phiếu này nó cân bằng hết á em nhận vẫn chưa gì ha à, theo dõi thêm thôi đó DGC ngày hôm nay cũng hồi hồi kỹ thuật đó đa phần những cái mẹ cổ phiếu đặng phú mỹ đằng cả Mông nhưng mình chung nhìn chung cái ngành này thì nó cái vĩ mô nó tạo đỉnh rồi chừng nào mà giá giá hóa chất cũng như là giá phân bón nó tăng trở lại á, thì mình sẽ chú ý trở lại ngày hôm nay những cái mẹ cổ phiếu năng lượng như là GEG e, thì nó cũng có những cái phiên hồi nhưng mà như nó là GEG e, thì em vẫn nghĩ là nó sẽ có một nhịp chỉnh về lại bên dưới này nữa em là sự vẫn vẫn còn những nhịp giảm thêm nha khi mà em theo dõi trong phiên thị lực cầu nó vẫn còn khá là yếu đó nên là à, em thì em sẽ không đánh quay quá giá qua có là đánh giá quá nhiều về cái mẹ cổ phiếu ra tại vì những cái mẹ cổ phiếu dân này thì nó vẫn chưa cân bằng nha vẫn chưa cân bằng được nên là em đi lúc đó thôi chủ yếu là em đánh giá qua về thị trường á về cái phiên gọi là cái phiên hồi kỹ thuật hồi nãy đó để anh chị có thể nắm qua à, thì nhìn chung với những cái mẹ cổ phiếu giao này á thì anh chị nắm tinh thần là thị trường nó vẫn đang khó anh à, ha thị trường nó vẫn đang khá là khó thì đối với những cái mặt cổ phiếu thì em đã hướng dẫn cho các anh chị về các cách xử lý trong những cái buổi live stream rồi, về cách xử lý rồi. À ví dụ như là cái mẹ cổ phiếu này nó có cái vùng trading range á, à, thì mua, gần bên dưới thì mình mua, gần bên trên thì mình bán. Cái mẹ cổ phiếu nào không có vùng trading range thì mình đứng ngoài. Anh à, Cái vùng cái mẹ cổ phiếu nào mà nó, nó nó đang tiến gần cái biên trên rồi thì mình không có mua nữa. Rồi cái mẹ cổ phiếu nào không có vùng trading range thì mình đứng ngoài. Rồi à, anh nha. Rồi cái mẹ cổ phiếu nào nó chưa có vùng cân bằng, à, chưa có cái sự cân bằng thì mình đứng ngoài luôn anh tại vì thị trường nó đang đeo trên nha em thị trường đang đeo trên nên là nên là khá là khó là khá là khó em thì em vẫn nghĩ là cái cái thời điểm tốt nhất thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu thì em vẫn nghĩ là khoảng cuối tháng này sau ngày 20 đó thì uh, em vẫn chờ thôi em vẫn chờ tại vì như em nói là ba cái điều kiện để mà em em xông vào lại thị trường á thứ nhất là nó phải có một cái phiên hồi kỹ thuật đúng nghĩa hồi kỹ thuật đúng nghĩa là sao em đó là một cái phiên như thế này nè để, điểm đi qua một số những cái phiên hồi kỹ thuật tranh chị anh tranh chị, chị thấy ha đây ví dụ như cái phiên họ còn kỹ thuật như như thế này đây 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 ngay như này đây ví dụ đây là một cái phiên hồi kỹ thuật này đó một phiên hồi thuật như này nên là cái spread của nó nó phải lớn và thông thường anh chị lưu ý một cái phiên hồi kỹ thuật á là tất cả các cái mặt cổ phiếu trong các ngành đó, nó phải hồi kỹ thuật chứ không phải là ở ngành này có hồi kỹ thuật rồi ngành kia không có là không phải anh chị một cái phiên hồi kỹ thuật đúng nghĩa thì nó phải có tất cả các cái mặt cổ phiếu nó phải có hồi kỹ thuật thì nó mới ok rồi cái phiên này hay là cái phiên này này đây phiên này này nó cũng hồi kỹ thuật này hay là cái phiên như này đã phiên này cũng hồi kỹ thuật này đó nhưng mà thông thường em thấy là những cái phiên hồi thuật á nó nên đạp đạp mạnh đầu phiên ở ờ, có nghĩa là nó đạp xuống thật mạnh nó, nó đạp sâu xuống nó mở gấp đau luôn và nó kéo lên trở lại và anh mở gấp đau nó kéo nó trở lại ở tất cả các cái cổ phiếu luôn đó tất cả các mặt cổ phiếu nó đạp thật mạnh đầu phiên ở tất cả các cái mặt cổ phiếu và nó kéo lên trở lại thì nó sẽ làm cái phiên hồi kỹ thuật đúng nghĩa cái thứ hai á, thì anh chị nên lưu ý về cái lượng thanh khoản cái lượng thanh khoản ở cái phiên hồi kỹ thuật á, nó có thể thấp nha nó có thể thấp nhưng mà nó đừng có thấp quá nếu mà thấp quá nghĩa là cái lực cái uh, nó thấp quá thì nó cũng không không có quá tốt đặc biệt là vào phiên chiều nha nếu anh chị nào chứng đã chứng kiến ở những cái phiên hồi kỹ thuật như thế này này như thế này hay là như thế này này hay là những cái phiên hồi kỹ thuật như này em thì em đã chứng em đã kinh qua những cái phiên hồi hồ kỹ thuật này rất là nhiều rồi thì em nhận thấy vào thanh khoản vào phiên chiều á đặc biệt là lúc là khoảng sau ba mười ba giờ ba mươi trở đi thì thanh khoản nó rất là đột biến à, các người nó sẽ có một cái sự em hơi là một cái sự quay xe và cái phiên hồi kỹ thuật À, nhưng mà em, khi mà em theo dõi về cái lượng thanh khoản ngày hôm nay à, của thị trường á thì em nhận thấy là cái thanh khoản ngày hôm nay vào phiên chiều á thì nó vẫn không có sự đột biến. À, nếu mà nó đột biến á, thì nó phải lắp hết lại cái cái phần màu vàng bên trên. À, nhưng mà ngày hôm nay thì nó nó không có đột biến cho lắm. Đó, nó cứ vẫn cứ tăng 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 thôi. Đó, nó vẫn không có sự đột biến. nên là vẫn em vẫn nó giá là thị trường nó vẫn nó phải cần theo dõi thêm anh à, nha. vẫn phải cần theo dõi thêm. rồi về các cái nhóm ngành thì em đã trả lời cho cái gì về trong cái vụ livestream rồi. nếu anh chị nào có thắc mắc về cái mẹ cổ phiếu nào á thì tại vì ngày hôm nay thì em cũng đi nhanh qua thôi tại vì thị trường nó vẫn chưa có gì phải đáng nói nha nói chung là nó, nó vẫn đang xấu vẫn nó xấu và vẫn chưa có một cái thời điểm thay gia thích hợp nên là em không nhận định cổ phiếu quá nhiều tại vì khi mà em nhận cổ phiếu quá nhiều á thì nó sẽ tạo cái tâm lý gọi là tâm lý nôn nóng cho các anh chị à cái tâm lý gọi là tâm lý bỏ lỡ cơ hội à, anh chị thấy cái mẹ cổ phiếu này nó xanh xanh là một chút xíu là anh chị xong vào anh chị mua rồi xanh xanh một chút xíu à, thăm, xong vào là trung bình giá nha à, nên là chủ yếu là em em sẽ không đánh giá qua về nhiều cái cổ phiếu nên là anh chị có cái gọi là nếu mà có cái à, có cái câu hỏi gì mà muốn cái À, có câu hỏi gì muốn hỏi em kỹ về cái cổ phiếu đó, thì anh chị có thể nhắn tin qua zalo cho em hoặc là anh chị có thể comment bên dưới phía video này đó comment ở dưới thì em sẽ trả lời các cái mẹ cổ phiếu cho các anh chị à, nhưng mà giao này á cái, cái 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 tiêu chí mà anh chị nên nên nương theo á đó, đó là yếu tố về thị trường chung đó thị trường chung mà nó thuận thì mình đánh còn thị trường chung mà nó cứ dàn co nó cứ xanh đỏ xanh đỏ như này mà nó không đủ những cái vùng cân bằng nó không có hồi kỹ thuật nó không có bùng nổ theo đà thì thôi cứ đứng ngoài anh chị thôi đứng ngoài anh dạ, ha rồi ok à, cảm ơn anh chị rất nhiều À, thì trong cái ngày mai thì em sẽ làm một cái video tổng hợp thị trường lại. À, ngày hôm nay thì em làm một cái bản tin ngắn thôi, tại vì ngày hôm nay là ngày thứ ngày thứ năm. Thì ngày mai là cái ngày thứ sáu thì em sẽ làm một cái bản tin đó đầy đủ hơn. tại vì vào cái phiên cuối tuần, ngày mai thì em sẽ nó giá kỹ hơn về các cái mẹ cổ phiếu cũng như là các cái nhóm này Rồi, à, một lần nữa thì anh chị nào xem video thì anh chị có thể nhấn giúp em một cái nút like. À, nhấn like cũng như là một cái nút đăng ký anh chị ha Anh chị đăng ký nhiều nhiều để em lên 10.000 sub đây Chờ 10.000 sub lâu quá à, anh ha Rồi anh chị có thể tham gia vào cái room cộng đồng Mình viết phần mô tả này à, Có hai room này Thì anh chị có thể tham gia 1 trong 2 room à, Để nhận được những sự hỗ trợ từ em à, Cảm ơn chị rất nhiều đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay à, Chúc cho anh chị về gia đình của mình à, Có một buổi tối vui vẻ Hạnh phúc Và thật nhiều sức khỏe anh chị ha Rồi hẹn gặp lại mọi người trong những cái video của em sắp tới à, Xin chào anh chị